tin COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 25.000 bệnh nhân được chữa khỏi. Sáng nay ngày 30 tháng 7, Bộ Y tế thông báo thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 2.740 ca nhiễm COVID-19 mới. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện tổng cộng 84.551 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được công bố. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 39.000 bệnh nhân COVID-19, bao gồm bệnh nhân có xét nghiệm real-time PCR dương tính. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có 25.189 người bệnh được điều trị khỏi. Về điều trị truy vết khoanh vùng, trong ngày 28 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một chuỗi lây nhiễm mới tại khu vực dân cư quận 5. Hiện còn 30 chuỗi lây nhiễm diễn tiến đã được khoanh vùng giám sát chặt. Có 14 ổ dịch đã ổn định. Tại những nơi này không phát hiện ca nhiễm mới. Đã có thêm 8 chuỗi lây nhiễm đã kết thúc theo dõi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản hướng dẫn việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Theo tinh thần chỉ thị số 16/2000 của Thủ tướng Chính phủ, điểm mới của văn bản này là thành phố Hồ Chí Minh cho phép người dân đi tiêm vaccine được ra đường sau 18 giờ. Giấy tờ gồm giấy mời tiêm vaccine hoặc tin nhắn qua điện thoại và thẻ phiếu nhận diện. Sắc màu được thay đổi theo hàng ngày để người dân đi tiêm vaccine đeo trên ngực. Phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho phép một số địa phương triển khai tiêm vaccine sau 18 giờ để đẩy nhanh tiến độ tiêm. Về hoạt động giao hàng, đội ngũ giao hàng, shipper đảm bảo các đặc điểm nhận diện khi lưu thông trên đường. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh cho shipper di chuyển liên quận, huyện và thành phố Thủ Đức khi di chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân trong khu vực phong tỏa, khu vực cách ly, cơ sở y tế, cơ sở thu dung, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Nguồn báo Thanh Niên Online.